công ty vận tải đưa đón học sinh trường Gateway bất ngờ dỡ biển tên. Liên quan đến vụ việc bé trai Lê Hoàng Eo, 6 tuổi, học lớp 1 Tokyo của trường Gateway, tử vong do bị bỏ quên trên xe buýt đưa đón gần 10 giờ đồng hồ. Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an quận Cầu Giấy đã mời những người có liên quan tới làm việc để phục vụ quá trình điều tra. Những người được triệu tập có ông Doãn Quý Phiến, SN1966, trú tại quận Cầu Giấy, là nhân viên lái xe hợp đồng với công ty TNSS Vận tải Ngân Hà, làm nhiệm vụ đưa đón học sinh trường tiểu học quốc tế Gateway. Bà Nguyễn Bích Quy, SN1964, ở phường Dịch Vọng, nhân viên đưa đón học sinh của trường tiểu học quốc tế Gateway. Ngày 8 tháng 8, chúng tôi tìm đến công ty TNSS Vận tải và Du lịch Ngân Hà ở tổ 28, phường Dịch Vọng. Một người là nhân viên của công ty này cho biết, hiện giám đốc công ty là bà Vương Thị Hường cùng phó giám đốc đang tới cơ quan công an làm việc. Theo quan sát, tấm biển tên công ty TNSS Vận tải và Du lịch Ngân Hà vốn được gắn trước cửa nhà sáng nay không còn nữa. Khi hỏi về việc này, một nhân viên xác nhận rằng đã tháo dỡ biển tên công ty. Chúng tôi chỉ tạm tháo biển ít ngày. Văn phòng làm việc được thuê ở một tòa nhà trên phố Thành Thái, quận Cầu Giấy. Công ty cũng vận chuyển học sinh cho 1, 2 trường. Nhân viên làm cho công ty có hợp đồng, bảo hiểm đầy đủ. Nhân viên này chia sẻ. Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 6 tháng 8, ông Doãn Quý Phiến điều khiển xe ô tô từ bãi xe của ký túc xá trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc phường Dịch Vọng đến đón bà Nguyễn Bích Quy để đi đón các cháu học sinh đến trường. Xe ô tô do ông Phiến điều khiển đón 13 học sinh, trong đó đón cháu Lê Hoàng Eo, tại địa chỉ tòa nhà Trung Yên Plaza, số 1 Trung Hòa, phường Trung Hòa. Đến khoảng 7 giờ 25 phút, ông Phiến điều khiển xe ô tô chở các cháu đến cổng phụ của trường. Tại đây bà Quy đưa các cháu học sinh xuống xe ô tô rồi đóng cửa xe lại. Sau khi bà Quy đóng cửa xe, ông Phiến điều khiển xe về gửi tại bãi xe ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi chuẩn bị đưa các học sinh lên xe, bà Quy phát hiện cháu Eo đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu vào trong phòng y tế của trường rồi đưa cháu vào bệnh viện E để cấp cứu. Hiện cháu Eo đã được an táng tại quê nhà Nga Sơn, Thanh Hóa. Ngày 7 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cầu Giấy ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người. Trần Thanh, bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.